đúng không quý vị? Cho nên á, là tụi nó đã khóa báo có thì rất là khó báo cao cáo. Trời ơi, nhớ không quý vị? Khóa báo có thì rất là khó báo cáo, cho nên phải báo cáo, phải lôi tụi nó ra để chi? Vừa ăn cướp, vừa la làng, vừa đánh phủ đầu, vừa cả vú lấp miệng em. Vú mày sao bự bằng vú tao, thủy tề. Vú tao là chả bá luôn. Vú mày ăn thua gì mà mày lấp miệng thiên hạ, đúng không con thủy tề? Thô quá quý vị, mà thiệt, sự thật luôn á. Cho nên nó tính chơi cái đòn gì? Phủ đầu, la làng lên, tao thua hết, thua luôn con siêu. Trời ơi, tao chờ có bao nhiêu đây mà, đúng không quý vị? Vừa ăn cướp, vừa la làng, vừa cái là tung hô lên để chi? Để hù dọa, sợ quá luôn. Vậy thì hôm nay á, là chúng ta chỉ mới có hiệp 1, màn 1 bắt đầu.